Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một kiện hàng. Một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ferragamo đã được eShip.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và được ship tới văn phòng của eShip.vn tại Mỹ, tại bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được eShip.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này, dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Đây, phần túi hàng của chúng ta vẫn còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui túi hàng này ra để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời là cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Đây, tất cả các chi tiết còn rất là nguyên vẹn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Trong chúng ta sẽ có một chiếc bóc màu đỏ rất là quen thuộc của Ferragamo cùng với hóa đơn từ seller. Mình sẽ để qua một bên nhé. Đầu tiên mình sẽ xem chúng ta sẽ có những thông tin gì. Chúng ta sẽ có hai chiếc tem được dán trên hộp, một tem của seller và một tem của hãng nha các bạn. Đầu tiên tem của hãng này chúng ta sẽ có tên hãng luôn nè, Ferragamo Sunglass, cùng với mã sản phẩm sẽ là SF265S723 với thông số kỹ thuật là 621345. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm là SF265S khoảng trắng 723 vào trang chủ của eShip.vn để có thể tìm mua cái sản phẩm này với giá tốt nhất. Rồi về phần tem của seller thì họ cho chúng ta biết là giá niêm yết của một sản phẩm là 345 đô, tuy nhiên thì sản phẩm hiện đang có giá rất là tốt tại eShip.vn. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nha. Salvatore Ferragamo là một trong những cái thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Ban đầu thì nhà sáng lập thương hiệu này vươn lên nhờ tài năng đóng những đôi giày cho những người nổi tiếng, và theo thời gian hãng thời trang Ý này đã chuyển sang nhiều mặt hàng sản xuất khác như là nước hoa, quần áo nè, kính mát, túi xách và đồng hồ. Đó là một số cái thông tin tổng quan về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết nhé. Còn bây giờ mình sẽ đi sâu vào sản phẩm bên trong hơn. Đây, phía bên trong chúng ta sẽ thấy ngay một chiếc hộp mắt kính rất là quen thuộc Ferragamo, nó khá là lớn, cùng với đó tên thương hiệu được khắc bên trên mặt hộp như thế này, Salvatore Ferragamo, đầy đủ tên thương hiệu luôn. Nét hoàn thiện của chiếc hộp thì rất là chắc chắn nha các bạn. Ở bên trong chúng ta sẽ thấy là ngoài nhân vật chính của chúng ta sẽ có thêm một vài sự phụ kiện đi kèm, đó chính là chiếc khăn lau chuyên dụng này. Và đây, nhân vật chính của chúng ta vẫn được bảo vệ bởi một cái lớp ni lông mỏng bên ngoài. Mình sẽ tháo nó ra ngay đây. Bên trong, ngoài nhân vật chính của chúng ta có thêm một sách hướng dẫn sử dụng cũng tương đối là mỏng thôi của Ferragamo. Thì thương hiệu Ferragamo thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản, bằng một lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này. Mình sẽ lấy nó ra luôn nha. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu tên của một sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Salvatore Ferragamo Aviator Unisex Sunglass, một mẫu kính mát dành cho cả nam lẫn nữ của thương hiệu Ferragamo đến từ bộ sưu tập Aviator của họ. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 62mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của eShip.vn đều có link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương. Điều này cực kỳ quan trọng nè, giúp cho các bạn có thể chọn được một mẫu mắt kính vừa hợp gu thời trang với mình, vừa phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thoải mái nhất. Màu trong kính này sẽ là một cái màu xanh xám cơ bản nha các bạn, nó hơi xanh xám một chút xíu nè, màu gray bình thường các bạn. Đó là chính là cái màu cơ bản của trong kính, và tất nhiên 100% chống tia UV. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có chiếc cầu kính 13mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 đến 26mm, và thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Đây, chúng ta sẽ có từ điểm kính này qua đến điểm kính này chính là chiếc cầu kính của chúng ta. Còn phần trên này sẽ là phần top 3 của kính. Càng kính trên mẫu này sẽ là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài. Và các thông số của kính mát cũng như là kính mát này thường được in ở bên trong càng kính bên trái,
Tương tự như trên mẫu này, ở phần tay kính bên trái bên trong chúng ta sẽ có này, mã sản phẩm là SF265S và mã màu sẽ là 723, cùng với đó thông số kỹ thuật là 62-13-145. Ở phần tay kính còn lại chúng ta sẽ có tên đầy đủ của thương hiệu Salvatore Ferragamo cùng với dòng chữ Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này. Đó là những cái thông tin chúng ta có bên trong hai chiếc càng kính này. Còn phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ thấy ngay tên thương hiệu được khắc chìm lên trên phần thân kính, rất là đẹp luôn. Nó rất là nổi bật, hầu như là tối đa dành cho mọi sản phẩm của chúng ta ở mọi góc nhìn. Ở góc nhìn phía trước các bạn sẽ dễ dàng thấy ngay tên thương hiệu sẽ được đặt ngay ống kính bên phải và trên góc như thế này. Và được đây là một cái công nghệ khắc laser ẩn nha các bạn, nó rất là sắc nét luôn. Đây cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta có thể dễ dàng phân biệt với các mẫu kính hàng nhái, vì họ không thể trang bị cái công nghệ khắc laser ẩn nó cao cấp đến như vậy. Rồi, về phần khung kính, chúng ta sẽ có một dạng khung là dạng rất là nổi tiếng luôn, đó là dạng khung aviator hay còn gọi là kính phi công. Đối với dạng kính phi công, nó mang phong cách cổ điển, sẽ cho bạn toát lên cái sự lịch lãm và sang trọng. Đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc là vuông thì bạn có thể đặc biệt ưu ái cho cái phong cách này, bởi vì nó sẽ tôn lên hình dáng khuôn mặt và tạo cái hiệu ứng giúp cho khuôn mặt bạn trông thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm lớn nhất của dạng khung này. Và dạng khung này xuất phát từ sự ra đời của một bộ sưu tập rất là đình đám trên thế giới, đó chính là Ray-Ban Aviator. Đó là cái khởi nguyên đầu tiên dành cho cái dạng khung aviator hình giọt lệ này. Rồi, về màu khung ở đây chúng ta sẽ có một cái màu xám kim loại kết hợp với đó là một màu vàng gold, nó hơi nhạt ở phần top 3 này các bạn, cùng với đó là thân càng kính. Các bạn có thể thấy là một cái phối màu khá là ấn tượng đến từ Ferragamo. Phần kim loại còn lại chúng ta sẽ thấy là họ đánh bóng toàn bộ luôn, mang lại một cái sự sang trọng cũng như các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp khi chúng ta di chuyển khuôn mặt của mình ở mọi góc nhìn. Về phần chất liệu thì chúng ta sẽ có thấy là đây là khung kim loại, thì khung kim loại nó sẽ rất là mỏng và bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt, mẫu mã cũng rất là đa dạng và tinh tế. Gọng kim loại được coi là sang trọng hơn gọng nhựa khá là nhiều, tuy nhiên nó cũng sẽ nặng hơn gọng nhựa một chút xíu nha các bạn. Qua các góc quay các bạn có thể thấy là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước phía trên phần khung kính nè, hai bên ống kính cũng như là phần càng kính của chúng ta. Các chi tiết còn rất là hoàn hảo luôn ở cả hai bên càng kính. Phần gối kính cũng như là phần khớp nè còn cực kỳ chắc chắn luôn. Cả hai phần gối kính còn cực kỳ chắc chắn luôn. Và đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng mắt kính Ferragamo nói chung và bộ sưu tập Aviator của họ nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng. Và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.